Xin chào. Trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng. Thì dãy số Fibonacci là dãy số được cho bởi một cái công thức truy hồi có dạng là F0 bằng 0, F1 bằng 1, Fn bằng Fn trừ 2 cộng Fn trừ 1 với n lớn bằng 2 và n thuộc tập số tự nhiên. Như vậy ở đây chúng ta hiểu là dãy Fibonacci được cho bởi hai số hạng đầu là F0, F1 và các số hạng còn lại sẽ được tính bằng tổng của hai số hạng đứng liền kề trước nó. Có nghĩa là dãy Fibonacci có thể được khai triển như sau. F0 là 0, F1 bằng 1. Sau đó, kể từ số hạng tiếp theo trở đi, chúng ta sẽ lấy tổng của hai số hạng đứng liền kề trước nó. Có nghĩa là để tính số hạng tiếp theo, chúng ta sẽ lấy 0 cộng 1, tức là lấy hai số hạng đứng trước nó để thực hiện xác định số hạng tiếp theo. 0 cộng 1 bằng 1. Bây giờ để tìm số hạng tiếp theo, chúng ta thực hiện tương tự, tức là ta sẽ lấy hai số hạng liền kề trước nó để chúng ta thực hiện tính. Như vậy ta sẽ lấy 1 cộng 1 là hai số hạng liền kề trước số hạng chúng ta cần tính. Cho nên lúc này ta lấy 1 cộng 1, ta thu được bằng 2. Tương tự, để tìm số hạng tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục lấy hai số hạng liền kề trước cái số hạng tiếp theo. Lúc này chính là hai số hạng liền kề là 1, 2. Ta lấy 1 cộng với 2 thì ta sẽ thu được là bằng 3. Vậy chúng ta sẽ có số hạng tiếp theo là 3. Tương tự, ta lấy 2 cộng 3, ta thu được 5. 3 cộng 5 bằng 8. 5 cộng 8 bằng 13. 8 cộng 13 là 21. 13 cộng 21 là 34. 34. 21 cộng 34 là 55. 34 cộng 55 là 89. 55 cộng 89 thì ta sẽ được hạng tiếp theo là 144. Để tìm số hạng tiếp theo, ta lại lấy 89 cộng 144. Lúc này ta có thể sử dụng máy tính. 89. 89 cộng 144. Như vậy ta sẽ thu được bằng 233. Để tìm số hạng tiếp theo, ta lại tiếp tục lấy 144 cộng 233. Và ta thu được 377. Vân vân, tức là dãy Fibonacci sẽ là dãy vô hạn. Vậy thì ở đây đối với dãy Fibonacci chúng ta sẽ tồn tại một cái tỷ lệ vàng. Thế tỷ lệ vàng là gì? Tỷ lệ vàng là giới hạn của tỷ lệ các số hạng liên tiếp trong dãy Fibonacci. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi tìm tỷ lệ vàng trong dãy Fibonacci bằng cách chúng ta sẽ đi tìm tỷ lệ của các số hạng liên tiếp trong dãy Fibonacci này. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tính thứ nhất là F1, bởi vì F0 bằng 0 cho nên chúng ta sẽ không tính tỷ lệ. F1 tiếp theo là F2, F3, F4, F5. Như vậy ta có F5 chính là bằng 5. F6, F7, F8, F9 ở đây là F10. Như vậy F10 sẽ bằng 55. Ta sẽ thu được F10 là 55. Là F10. Tiếp theo ta có F11, F12. Như vậy lúc này F12 sẽ bằng 144. Là F12. F13, F14. F14 lúc này là 377. Bây giờ chúng ta đi xác định tỷ lệ vàng của dãy Fibonacci. Chúng ta sẽ đi tính tỷ lệ của các số hạng liền kề nhau. Ta lấy 1, 1 là hai số hạng liền kề. Vậy ta lấy số đứng đằng sau, chia số đứng đằng trước. Ta sẽ thu được 1 chia 1. 1 chia 1. Thì lúc này ta sẽ được kết quả tương ứng là 1 chia 1 sẽ bằng 1.
Tiếp theo ta sẽ lấy hai số hạng liên tiếp là 1, 2. Ta sẽ lấy số đứng đằng sau chia số đứng đằng trước, 2 chia 1 bằng 2. Tương tự ta lấy 3 chia cho 1. Vậy ta sẽ thu được 3 chia cho 3 chia cho 2 và hai số đứng liền kề nhau. Vậy ta sẽ thu được lúc này bằng 1,5. Tương tự ta lấy 5 chia 3. 5 chia 3. Ở đây chúng ta có thể sử dụng máy tính để chúng ta tính. 5 chia 3 thì ta sẽ thu được kết quả là bằng 1,666, tức là số 6 được lặp lại mãi mãi. Ta viết 1,6. Tiếp theo ta lấy 8 chia 5. 8 chia 5. Ta cũng thực hiện là sử dụng máy tính để chúng ta tính. Ta sẽ thu được 8 chia 5 sẽ bằng 1,6. 1,6. Ta lấy tiếp 13 chia 8. 13 chia 8. Lúc này ta sẽ thu được, ta lấy 13 chia 8 bằng 1,625. 1,625. Ta lại lấy 21 chia 13. 21 chia 13. Ta sẽ thu được là 21 chia 13. Sẽ thu được tỷ lệ lúc này là 1,61538. Thì ta có thể làm tròn thành 1,6154. Tiếp theo ta lại lấy 34 chia 21 là hai số liền kề. Vậy ta sẽ thu được kết quả là, chúng ta sử dụng máy tính để bấm 34 chia 21. Như vậy ta thu được 1,619047. Ta sẽ lấy xấp xỉ là 1,619. Ta lấy 55 chia 34. Tương tự 55 chia 34 thì lúc này ta sẽ thu được 55 chia 34 sẽ bằng 1,676. Thì cha ta có thể làm tròn thành 1,676. 1,67647. 1,67647. 89 chia 55. 89 chia 55, lúc này chúng ta sẽ thu được 89 chia 55 bằng 1,61818. Như vậy chúng ta có thể làm tròn thành 1,618. 144 chia cho 89. 144 chia 89. Chúng ta cũng dùng máy tính để chúng ta bấm thì ta sẽ thu được bằng 144 chia 89. Kết quả là 1,61797. Như vậy ta có thể làm tròn thành 1,618. Tiếp theo ta lấy hai số liền kề nữa là 233 chia cho 144. 144, như vậy chúng ta sẽ được kết quả là 233 chia 144 ta sẽ bằng 1,618055. 1,618, như vậy ta cũng làm tròn thành 1,618. Ta lấy tiếp 377 chia cho 233. Vậy lúc này ta sẽ thu được 377 chia 233 bằng 1,618025. Như vậy ta cũng làm tròn thành 1,618. Vậy lúc này ta sẽ thấy rằng với các số hạng liền kề liên tiếp, khi chúng ta thực hiện tính tỷ lệ, ta lấy số hạng liền sau chia số hạng liền trước, thì chúng ta thấy tỷ lệ của các số hạng này sẽ xấp xỉ 1,618. Vậy thì 1,618 chính là tỷ lệ vàng
trong dãy Fibonacci. Bây giờ ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tỷ lệ vàng này để chúng ta tính cho các số hạng tiếp theo. Ví dụ để tính số hạng tiếp theo thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy 377 nhân với 1,618. Như vậy ta sẽ được, ta lấy 377, ta nhân với 1,618 và chúng ta kiểm tra kết quả tương ứng 618. Ta dùng máy tính thì ta bấm 377 nhân 1,618 và kết quả thu được là 609,986, thì chúng ta có thể lấy xấp xỉ là 610, lấy số tự nhiên. Như vậy ta được 610. Bây giờ ta thực hiện kiểm tra cái số hạng với giá trị 610 này theo cái quy tắc của dãy Fibonacci, tức là số hạng tiếp theo sẽ bằng tổng hai số hạng đứng trước đó. Hay nói cách khác, ta sẽ lấy là 233 cộng 377. Thì lúc này chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có khớp không. Tức là ta lấy 233 cộng với lại 377. 377. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép cộng. Và ta sẽ thu được 3 cộng 7 bằng 10. Như vậy dư 1. Nhớ 1, 1 cộng 4 là 1 cộng 3 là 4. 4 cộng 7 là 11. X1 nếu 1, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 3 là 6. Như vậy chúng ta thấy là rõ ràng kết quả của số hạng tiếp theo là 610, như vậy khớp với định nghĩa về dãy Fibonacci. Vậy thì chúng ta lưu ý tỷ lệ vàng này muốn nói là gì? Khi cái giá trị N của chúng ta đủ lớn, ở đây chúng ta thấy rằng N bắt đầu đúng khi mà chúng ta tiệm cận đến cái giá trị này tương ứng là số hạng, tương ứng với số hạng là U1, U2. Ở đây chúng ta có, đây là U10 rồi. Và đây là, ở đây chúng ta có số hạng là F10 rồi. F10 thì bằng 50 năm. Như vậy là chúng ta ứng với F12 thì cái tỷ lệ vàng là đúng. Như vậy thì khi N mà lớn hơn bằng 12 thì cái tỷ và lệ vàng này có thể được áp dụng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện sử dụng tỷ lệ vàng này để tính thêm các cái giá trị khác nữa trong dãy Fibonacci. Ví dụ chúng ta có thể tính tiếp. Vừa rồi chúng ta để tính đến là 610. Bây giờ ta tiếp tục, ta lấy 610, ta nhân với tỷ lệ vàng, tức là ta nhân với 1,618 thì ta sẽ tìm ra số hạng tiếp theo của dãy Fibonacci. Như vậy ta sẽ có 610 nhân 1,618 bằng, như vậy ta sẽ ra được kết quả là 986,98 và chúng ta có thể làm tròn thành là 987. Lưu ý dãy Fibonacci là các số tự nhiên. Bây giờ để kiểm tra cái số hạng tiếp theo là có đúng không, ta sẽ lấy 377 cộng với 610, tức là ta lấy hai số hạng đứng liền kề trước đó. Ta sẽ thực hiện lấy 377 cộng với lại 610. Như vậy lúc này ta sẽ thu được kết quả tương ứng sẽ là 7 cộng với 0 là bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8, 3 cộng 6 bằng 9. Như vậy ta cũng thu được là 987. Như vậy đây ta sẽ có là F12. Ta có F, đây là F12, F13, F14, F15 và đây là F16. F16. Vậy nếu bây giờ chúng ta muốn tính F20 thì lúc này chúng ta tính như thế nào? Nếu chúng ta muốn tính F20 thì khi thực hiện tính F20 thì chúng ta sẽ sử dụng tỷ lệ vàng này để chúng ta tính. Ta sẽ bằng cách là ta lấy F16. F16. Ta nhân với tỷ lệ vàng và lấy lũy thừa. Ta sẽ được là 1,618 lũy thừa 4. Ở đây lưu ý đó là
16 cộng với 4 phải ra đúng bằng 20. Tức là khi chúng ta lấy số mũ tương ứng với tỷ lệ vàng thì cộng với cái số hạng này, nó phải ra đúng số hạng chúng ta đang cần tính. Tức là 4 cộng 16 phải đúng bằng 20. Vậy lúc này chúng ta có thể viết thành F16 chính là 987. 987, 1764,43. Thì ở đây chúng ta có thể làm tròn thành 6764,43. Thành 64. Tuy nhiên ở đây do cái giá trị 1,618 là chúng ta đã thực hiện làm tròn, cho nên khi chúng ta lấy lũy thường bậc 4 thì chúng ta sẽ có thể dẫn tới cái giá trị ở đây sai số. Cho nên chúng ta thấy đối với tỷ lệ vàng thì chúng ta nhận thấy rằng cái giá trị đúng của tỷ lệ vàng sẽ tương ứng là căn 5 phần 1 chia 2. Nó sẽ là tỷ lệ đúng của tỷ lệ vàng ứng với giá trị 1,618. Và chúng ta thấy rằng với cái dãy Fibonacci khi chúng ta thực hiện lấy 233 chia cho 144 thì lúc này chúng ta sẽ thu được kết quả là 144. Tương ứng là chúng ta đã lấy bằng 1,618 là giá trị xấp xỉ. Nhưng nếu chúng ta lấy 144, tức là số hạng đứng liền trước chia cho số hạng đứng liền sau là 233, thì lúc này chúng ta sẽ thu được một cái giá trị, đó là 144 chia 233 thì chúng ta có giá trị là 0,618. Và đây cũng là một tỷ lệ vàng khi chúng ta thực hiện là tỷ lệ với số liền trước và số liền sau. Hay nói cách khác là lúc này 0,618 chúng ta có một cái tỷ lệ vàng đúng ở đây sẽ là căn 5 trừ 1 chia 2, cũng đúng bằng 0,618. Trong video này thì chúng ta sẽ giải thích cái giá trị căn 5 cộng 1 chia 2 nó sẽ xuất hiện là do đâu. Bây giờ chúng ta dựa trên cái giá trị đúng này để chúng ta tính lại với giá trị F20, tức là số hạng F20, thì lúc này chúng ta sẽ có là bằng F16. Thay vì việc chúng ta nhân với tỷ lệ vàng xấp xỉ là 1,618, chúng ta sẽ nhân với cái tỷ lệ vàng đúng, tức là căn 5 cộng 1 chia 2 lũy thừa 4. Nhắc lại ở đây, khi chúng ta lấy lũy thừa thì tổng cái lũy thừa cộng với cái số hạng đã biết trước đó thì nó phải bằng số hạng cần tính. Như vậy ta sẽ tính được bằng, ta sẽ lấy F16. F16 tương ứng là 987. Vậy bây giờ ta sẽ thu được kết quả. Như vậy ta sẽ có là 987. 987 nhân với ở đây là căn 5 cộng 1 chia 2 tất cả 4. Và ở đây chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta tính giá trị. Ta sẽ thu được là 987 nhân với căn 5 cộng 1, căn 5 cộng 1 chia 2 lũy thừa 4. Và kết quả chúng ta sẽ thu được là 6764,998. Và ta có thể lấy xấp xỉ là 6765. Như vậy khi chúng ta tính giá trị càng lớn thì chúng ta sẽ lấy với giá trị gần đúng 1,618 sẽ dẫn tới bị sai số. Ở đây chúng ta đã sai số là 1 đơn vị. Còn nếu chúng ta tính với giá trị đúng thì chúng ta sẽ thu được kết quả đúng. Tương tự như thế, ví dụ chúng ta muốn tính với F17. Ta muốn tính với F17. Thì lúc này chúng ta sẽ bằng gì? F17, nếu chúng ta tính thông qua F12 thì ta sẽ có F17 sẽ bằng F12 nhân với, ta sẽ lấy tỷ lệ vàng đúng sẽ là căn 5 cộng 1 chia 2
Lũy thừa ở đây chúng ta có là ta lấy là 17 trừ đi 12 thì ta được lũy thừa là 5. Và lúc này ta sẽ có F12 tương ứng với giá trị là 144. Vậy ta sẽ có 144 nhân với căn 5 cộng 1 chia 2 lũy thừa thừa 5. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng phải sử dụng máy tính để chúng ta tính toán lũy thừa 5. Và chúng ta sẽ thu được là 144 nhân với căn 5 cộng 1 căn 5 cộng 1 chia 2 lũy thừa 5. Và kết quả của chúng ta bằng 1596,98 và chúng ta sẽ làm tròn đến 1597. Như vậy ở đây ta có F17 thì để tính F17 theo định nghĩa của Fibonacci chúng ta sẽ lấy là 610 cộng với 987. Chúng ta sẽ kiểm tra lại. Ta lấy là 610 cộng với 987. 987. Thì lúc này chúng ta sẽ thu được là F17 theo định nghĩa. Như vậy ta sẽ có là 0 cộng 7 bằng 7, 1 cộng 8 bằng 9, 6 cộng 9 bằng 15. Như vậy ta cũng thu được là 1597 khớp với công thức tính theo tỷ lệ vàng. Như vậy ý nghĩa của tỷ lệ vàng sẽ giúp chúng ta là tính các cái số hạng phía sau từ n lớn bằng 12 trở lên cách nhanh hơn. Và tổng quát lên thì với số hạng thứ n chúng ta hoàn toàn có thể được tính bằng công thức Fn lúc này sẽ bằng 1 cộng với căn 5 tất cả mũ n, 1 cộng căn 5 tất cả mũ n trừ đi 1 trừ căn 5 tất cả mũ n, 1 trừ căn 5 tất cả mũ n chia cho 2 mũ n nhân với căn 5. Ở đây với mọi n lớn hơn hoặc bằng 12 và n là số tự nhiên. N thuộc tập số tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ tính F của 18 theo công thức F18 theo công thức số hạng tổng quát thì ta hoàn toàn có thể tính bằng 1 cộng với căn 5 lũy thừa 18 nhân với trừ đi 1 trừ căn 5 lũy thừa 18 chia cho 2 mũ 18 nhân với căn 5. Và chúng ta thực hiện sử dụng máy tính để chúng ta tính được số hạng F18. Ta sẽ có 1 cộng với căn 5 lũy thừa 18 trừ đi căn 5 lũy thừa 18 chia cho 2 mũ 18 nhân với căn 5. Và ta thu được kết quả bằng ở đây chúng ta sẽ có là 1 cộng căn 5 mũ 18 trừ đi 1 trừ căn 5 mũ 18 chia 2 mũ 18 nhân với căn 5. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện là đóng vào đơn mẫu. Ta sẽ có được kết quả ở đây sẽ bằng 1 cộng căn 5 mũ 18 trừ đi 1 trừ căn 5 mũ 18 hoặc bằng. Như vậy kết quả ta thu được là 2584 và chúng ta thu được giá trị này là giá trị đúng 2584. Vậy lưu ý khi chúng ta muốn tính các số hạng trong dãy Fibonacci chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng số hạng tổng quát để chúng ta tính thuận lợi.
Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng theo tỷ lệ vàng để chúng ta tính thuận lợi với các cái số hạng lớn hơn trong dãy Fibonacci. Thì trong dãy Fibonacci chúng ta còn nhận thấy là gì ạ? Với những cái số hạng, với số hạng 10, 13, tức là ở đây ta có F12, tương ứng ta có F13 là 1 là 233 và F14 là 377. Thì ta nhận thấy là nếu chúng ta lấy căn bậc 2 của F12 và F14, tức là ta lấy 144 nhân với 377. 377 thì lúc này ta sẽ thu được kết quả là ta khai căn căn bậc 2 của 144 nhân với 377 ta thu được bằng giá trị xấp xỉ là 232,997, tức là chúng ta lấy xấp xỉ là 233 và đây chính là F13. Hay nói cách khác, nếu F13 đứng giữa F12 và F14 thì chúng ta hoàn toàn có thể tính F13 sẽ bằng trung bình nhân của F12 và F14. Chúng ta thử lại trong trường hợp là ở đây chúng ta có tương tự là F15 và F16. F15 và F16 thì ta có F15 lúc này là nằm giữa F14 và F16, nằm giữa F14 và F16. Thì ta kiểm tra căn bậc 2 của tích 377 nhân với 980, 987 thì ta sẽ thu được kết quả lúc này bằng căn bậc 2 của 377 nhân với 987 và chúng ta thu được kết quả xấp xỉ là 609,99, hay chúng ta cũng có thể làm tròn thành 610. Như vậy với số hạng kể từ thứ 12 trở đi thì chúng ta có cứ số hạng nằm giữa hai số hạng liền kề thì chúng ta có số hạng đó sẽ được tính bằng trung bình nhân của hai số hạng liền kề. Bây giờ ta xem xét dãy Fibonacci trong một cái cách viết khác để chúng ta xây dựng ra cái tỷ lệ vàng đúng. Nếu bây giờ chúng ta sẽ viết dãy số Fibonacci dưới dạng như sau. Thay vì việc viết N là chỉ số dưới, chúng ta sẽ lấy N làm mũ, số mũ là N. Thì ta thu được F mũ N bây giờ sẽ bằng F mũ N trừ 1 cộng với F mũ N trừ 2. F mũ N trừ 2. Và chúng ta sẽ thực hiện là chia cả hai vế cho F mũ N. Khi đó chúng ta sẽ có chia cả hai vế cho F mũ N thì ta thu được vế phải ta lấy từng số hạng chia cho F mũ N. Như vậy lúc này khi thực hiện chia cho F mũ N thì chúng ta sử dụng tính chất của lũy thừa, chúng ta có cái tính chất là A mũ M chia cho A mũ N. Tính chất của lũy thừa thì sẽ phải bằng là A mũ M trừ N. A mũ M trừ đi N. Nói một cách khác là khi đó chúng ta sẽ thấy rằng F mũ N trừ 1 và chia F mũ N thì chúng ta có thể thực hiện rút gọn. Vậy khi đó ta sẽ chỉ còn lại là vế trái thì lúc này là bằng bằng 1. Còn vế phải chúng ta sẽ bằng là F mũ trừ 1 cộng với F mũ trừ 2. Ở đây để chúng ta chuyển số mũ về dương, chúng ta sẽ nhân cả hai vế với F mũ 2. Chúng ta sẽ nhân cả hai vế với F mũ 2. Thì lúc này chúng ta sẽ thu được nhân với F mũ 2 thì ta thu được một cái mối quan hệ nữa, đó là F bình phương thì sẽ phải bằng F mũ trừ 1 nhân F mũ 2. Thì ở đây chúng ta lưu ý khi chúng ta thực hiện phép nhân
thì chúng ta sẽ lấy f mũ 2 nhân với f mũ trừ 1 rồi cộng với f mũ 2 nhân f mũ trừ 2 thì ta sẽ thu được kết quả bây giờ sẽ là vế phải tương ứng là f mũ 1 cộng với f mũ trừ 2 nhân f mũ 2 thì chúng ta thu được là f mũ 0. Khi thực hiện phép nhân thì chúng ta sử dụng cái tính chất của lũy thừa, nó là a mũ m nhân với a mũ n thì ta sẽ viết thành là a mũ m cộng n, tức là nó sẽ bằng là tổng số mũ đối với lũy thừa có cùng cơ số là a. Vì vậy lúc này chúng ta hoàn toàn có thể viết thành f mũ 2 trừ đi f mũ 1, lúc này ta viết là f, và f mũ 0 thì chính là 1, và ta viết thành trừ 1 bằng 0. Lúc này ta coi đây là một cái phương trình bậc 2, và để giải phương trình bậc 2 này thì chúng ta sẽ cần tính hiện thức delta ở đây. Thì delta lúc này sẽ bằng là trừ 1 bình phương, tức là b bình phương, trừ đi 4ac, tức là lúc này là 4, nhân với a bây giờ là 1 và c bây giờ là trừ 1. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ có delta lúc này sẽ bằng là 5. Vậy ta sẽ có f của chúng ta sẽ được tính bằng, f được tính bằng theo công thức chúng ta sẽ có là âm b cộng trừ căn delta chia 2a, trong đó a chính là hệ số của f bình phương. Vậy ta sẽ bằng là 1 cộng với căn delta bây giờ sẽ là căn 5 chia cho 2. Và giá trị này chính là giá trị 1,618, xấp xỉ 1,618. Và f thứ hai chúng ta sẽ ra được là 1 trừ đi căn 5 phần 2. 1 trừ căn 5 phần 2. Tuy nhiên thì 1 trừ căn 5 phần 2 khi chúng ta lấy xấp xỉ, nó sẽ xấp xỉ là 0,618. Thì do dãy Fibonacci của chúng ta là dãy số dương, vì vậy cái tỷ lệ âm 0,618 thì không phù hợp với dãy. Cho nên ở đây chúng ta có thể hiểu như sau. Ta có thể chuyển thành là tỷ lệ tương ứng lúc này ta có thể hiểu thành 1 chia cho, tức là nghịch đảo của căn 5 cộng 1 trên 2, tức là nghịch đảo của cái tỷ lệ vàng đúng là căn 5 cộng 1 trên 2. Và lúc này chúng ta sẽ thu được là 2 chia cho căn 5 cộng 1. Và chúng ta sẽ thu được là ta lấy 2 chia cho căn 5 cộng 1. Và chúng ta cũng được giá trị là xấp xỉ là 0,618. Thì đây chính là cái tỷ lệ vàng mà chúng ta đang muốn nói tới. Hoặc là chúng ta cũng có thể một cách khác là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Ta lấy đối của cái giá trị 1 trừ căn 5 phần 2 thì chúng ta cũng sẽ thu được là 0,618. Thì trên đây chính là hai cách để chúng ta giải thích về cái tỷ lệ vàng trong dãy Fibonacci, và chúng ta đã xây dựng được cái công thức tổng quát để chúng ta sẽ tính dãy Fibonacci với các cái số hạng lớn hơn. Và đặc biệt là chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái tỷ lệ vàng để chúng ta có thể tính toán với các cái số hạng lớn, và dựa vào tỷ lệ vàng để chúng ta biết được về cái đặc điểm của dãy Fibonacci. Cảm ơn các bạn đã xem video này.